khi mà chị ở đây nó thay đổi theo từng ngày luôn. Và tới hôm nay là chị ở cũng hơn 2 tháng thì chị thấy là mảng xanh là nó đang bao phủ rất là nhiều, nên là chị nghĩ là chắc chừng 1 năm nữa thôi ở đây chắc là toàn cây xanh không luôn á. Chị làm ở trung tâm và mỗi ngày mà chị làm về đây là cũng hơn 1 tiếng đó, nhưng mà chị vẫn lựa chọn ở đây sống, bởi vì khi mỗi lần mình về đây mình cảm giác rất là peaceful, kiểu như là mình được chữa lành bên trong á, cảm giác mình được thoải mái nghỉ dưỡng, bởi vì không chỉ Lumiere không mà cái tiện ích bên ngoài nó cũng cho mình rất là nhiều cái sự tiện nghi và cái sự trong lành á, mà phải về đây ở thì mọi người mới cảm giác được cái sự thoải mái và cái chữa lành đó. Cô thấy cái hồ bơi là cô thích nhất, rồi sau đó các cái mảng xanh của công viên, cô cũng thích cái vườn thảo mộc, nó có giống như có các cái vị thuốc, rồi có rau, các cái vị rau thơm rồi đó, rồi các cái mảng xanh của tòa nhà cũng hay ghê. Cô thấy về đây ở cô thấy có sự bình yên từ không khí, thì cô không khí trong lành, các cái tiện ích xung quanh rất là tốt.